Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ. Phật pháp đồng sâu rất nhiệm màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu. Con này nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tọa Như Lai nguyện nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già quyển 6 phẩm 5. Lôi-Ca-Da-Đà. Bây giờ thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ là bạch Thế Tôn, một thuở Đức Như Lai ứng chánh biến tri nói rằng: đủ thứ biện luận của Lôi-Ca-Da-Đà, nếu có cần gũi cúng dường người đó thì nhận lấy vật thực, tham dục thực, chẳng có được pháp thực. Bạch Thế Tôn, vì sao nói rằng đủ thứ biện luận của Lôi-Ca-da-đà, nếu cần gũi cúng dường thì nhận lấy vật thực, tham dục, chẳng có được pháp thực? Đức Phật nói: là Đại Tuệ, Lôi-Ca-da-đà có đủ thứ biện tài, ngôn từ, câu cú, sắc sảo, mê hoặc thế gian, chẳng đương vào như pháp mà nói, chẳng đương vào như nghĩa mà nói, chỉ tùy theo sự yêu thích, tình cảnh, cảm, phàm phu, ngu si ở thế gian mà nói việc thế tục. Chỉ có ngôn từ khéo léo, chương cố âm diệu làm mất đi chính nghĩa. Này Đại Tuệ, đó gọi là lỗi đủ thứ biện tài lạc thuyết của Lôi-Ca-da-đà. Này Đại Tuệ, biện tài như vậy của Lôi-Ca-da-đà chỉ thu phục phàm phu ngu si của thế gian, chẳng phải thể nhập pháp tướng như thật mà nói pháp. Tự mình chẳng biết rõ tất cả pháp, rơi vào trong nhóm tà kiến nhị biên, tự mất chính đạo cũng khiến cho người khác mất. Vậy nên họ chẳng thể liều khỏi các cõi, chứ chẳng thể thấy, chỉ là tự tâm phân biệt chấp trước pháp bên ngoài có tướng. Vậy nên chẳng lìa khỏi hư vọng phân biệt. Này Đại Tuệ, vậy nên ta nói Lôi-Ca-da-đà, tôi có đủ thứ biện tài sắc sảo để giảng nói các pháp, nhưng mất chánh lý nên chẳng thoát khỏi sinh già, bệnh chết, buồn rầu, khổ não. Tất cả khổ nhóm họp do nương vào đủ loại danh tự, chương cố, tí dụ, nói khéo léo để mê hoặc, lừa dối người. Này Đại Tuệ, Tất Đại Hoàng Nhân để giải các luận rộng rãi tự tạo ra thanh luận. Lôi-Ca-da-đà đó có một đệ tử chứa được phần thần thông thế gian, đi đến cung trời để thích kiến lập luận pháp, nói rằng: thưa Kiều Thi Ca, tôi đánh cược với ông là cùng nhau bàn luận, nếu người nào chẳng đúng thì phải chịu khuất phục, để cho tất cả những người trời thấy biết. Ông ấy liền lập lời yêu cầu chung: nếu tôi thắng ông thì tôi sẽ phá nát bánh xe ngàn nan hoa của ông, nếu tôi thua thì sẽ chặt từng đốt xương từ đầu đến chân để đáp tạ cho ông. Nói lời thề rồi, người đệ tử của Lôi-Ca-da-đà hiện làm thân đồng cùng bàn luận với Thích Đại Hoàng Nhân. Ông dùng luận pháp của mình liền thắng được Thích Đại Hoàng Nhân kia, nên khiến cho trời ấy khuất phục. Ông liền ở trong trời phá tan nát bánh xe có ngàn nan hoa thành bụi tròn, rồi trở về nhân gian. Này Đại Tuệ, Bà La Môn Lôi-Ca-da-đà với đủ loại ví dụ tương ứng như vậy, để đến hiện thân súc sinh, nương vào danh tự mê hoặc thế gian trời người Atula, do tất cả chúng sinh của các thế gian chấp trước pháp sinh diệt, huống gì là đối với loài người. Này Đại Tuệ, do nghĩa này nên phải xa lìa Bà La Môn Lôi-Ca-da-đà, vì nhân lời nói của người đó có thể sinh ra sự chứa nhóm khổ. Vậy nên chẳng nên thân cận cúng dường cung kính thưa hỏi Bà La Môn Lôi-Ca-da-đà. Này Đại Tuệ, pháp của Bà La Môn Lôi-Ca-da-đà giảng nói: chỉ thấy cảnh giới thân trí hiện tiền, nương vào danh tự của đời để nói các pháp tề. Này Đại Tuệ, luận của Bà La Môn Lôi-Ca-da-đà tạo ra có đến 100.000 kệ, mà đời sau phân ra làm nhiều bộ, và mỗi đều có tên khác, đưa vào tự tâm chấp giữ mà tạo ra vậy. Này Đại Tuệ, Bà La Môn Lôi-Ca-da-đà không có đệ tử có thể thọ trì luận ấy, vậy nên đời sau phân làm nhiều bộ với đủ thứ tên khác nhau. Này Đại Tuệ, các ngoại đạo nội tâm không hiểu biết như thật, nên nương vào đủ loại nhân, mọi lý giải khác nhau, tùy theo tự tâm tạo ra mà bị người nói chấp trước nhân tự tại. Này Đại Tuệ, trong sự tạo luận của tất cả ngoại đạo không có pháp như thật, chỉ là tất cả thế luận, đủ loại pháp môn, nhân chuyên, giả nói 100.000 vạn pháp, mà những ngoại đạo đó chẳng biết là Lôi-Ca-da-đà. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả ngoại đạo chỉ nói Lôi-Ca-da-đà nương vào đủ mọi loại danh từ, chương cố, thí dụ của thế gian và chấp trước các nhân, thì Bạch Thế Tôn, chúng sinh trời người Atula của tất cả cõi nước khắp 10 phương tập hợp chỗ Đức Như Lai. Đức Như Lai cũng dùng đủ loại danh tự, chương cố, thí dụ của thế gian nói pháp, mà chẳng nói pháp tự thân chứng trí. Nếu vậy thì cũng đồng với lời nói của tất cả ngoại đạo chẳng khác. Đức Phật bảo: này Đại Tuệ, ta chẳng nói tới Lôi-Ca-da-đà, cũng chẳng nói rằng các pháp chẳng đến chẳng đi. Này Đại Tuệ, ta nói các pháp chẳng đến chẳng đi. Này Đại Tuệ, sao gọi là đến? Này Đại Tuệ, sẽ chỉ nói rằng đến là nhóm, rồi gọi nhóm hợp sinh ra, do hợp sinh ra. Này Đại Tuệ, sao gọi là đi? là đại tuệ sẽ chỉ nói rằng đi là gọi đó là diệt. Này đại tuệ ta nói chẳng đi chẳng đến là gọi chẳng sinh chẳng diệt. Này đại tuệ ta nói chẳng đồng với pháp của ngoại đạo kia. Vì sao? Vì do chẳng chấp trước vật bên ngoài có không, chỉ kiến lập dạng nói tự tâm thấy, chẳng trụ hai chỗ, chẳng hành hóa phân biệt cảnh giới các tướng. Chỉ biết như thật kiến chấp tự tâm, chẳng sinh ra sẽ chấp tự tâm phân biệt. Vì chẳng phân biệt tất cả tướng mà có thể hội nhập ba cửa giải thoát không vô tướng vô nguyện, nên gọi là giải thoát. Này đại tuệ ta nhớ thuở quá khứ ở một chỗ nọ, bây giờ có một đại Bà La Môn Lôi-Ca-Da-Đà đi đến chỗ của ta thưa: này ông Cù Đàm, tất cả tạo tác sao? Này đại tuệ, khi đó ta đáp: này Bà La Môn, tất cả tạo tác thì đây là Lô-Ca-Da-Đà đệ nhất. Bà La Môn nói: này ông Cù Đàm, tất cả chẳng tạo tác sao? Ta đáp: này Bà La Môn, tất cả chẳng tạo tác chính là Lô-Ca-Da-Đà thứ hai. Bà La Môn nói: như vậy tất cả thường hay tất cả vô thường, tất cả sinh hay tất cả chẳng sinh? Ta đáp: này Bà La Môn, chính là Lô-Ca-Da-Đà thứ sáu. Này đại tuệ Lô-Ca-Da-Đà lại hỏi: này ông Cù Đàm, tất cả một chăng, tất cả khác chăng, tất cả giống nhau chăng, tất cả khác nhau chăng? Tất cả các pháp nương vào nhân sinh ra, thấy đủ loại nhân sinh. Này đại tuệ ta đáp: này Bà La Môn, chính là Lô-Ca-Da-Đà thứ 11. Này đại tuệ Bà La Môn đó lại hỏi: này ông Cù Đàm, tất cả vô ký sao, tất cả hữu ký sao, có ngã sao, không có ngã sao, có đời này sao, không có đời này sao, có đời sau chăng, không có đời sau chăng, có giải thoát chăng, không giải thoát chăng, tất cả trống rỗng chăng, tất cả chẳng trống rỗng chăng, tất cả hư không chăng, chẳng phải duyên diệt sao, Niết Bàn sao? Này Cù Đàm, tạo tác chăng, chẳng phải tác chăng, có trung ấm chăng, không có trung ấm chăng? Là đại tuệ ta đáp: này Bà La Môn, nói như vậy tất cả đều chính là Lô-Ca-Da-Đà, chẳng phải lời nói của ta, chính là pháp ông nói. Này Bà La Môn, ta nói do hỷ luận hư vọng phân biệt, phiền não quân tập từ vô thủy, cho nên nói ba cõi kia nó chẳng biết rõ, đó chỉ là tự tâm phân biệt thấy có, chẳng phải thấy bên ngoài có như pháp ngoại đạo. Này đại tuệ ngoại đạo nói rằng ngã, căn, ý nghĩa, ba thứ hòa hợp có thể sinh ra trí. Ta đáp: này Bà La Môn, ta chẳng như vậy, ta chẳng nói nhân, cũng chẳng nói không nhân, mà chỉ nói tự tâm phân biệt thấy có tướng cảnh giới, khả thủ, năng thủ. Ta nói nhân duyên, nhân danh tập hợp mà sinh ra các pháp, chẳng phải như Bà La Môn, các ông và cảnh giới khác, do rơi vào ngã kiến. Nơi đại tuệ Niết Bàn, hư không chuyên diệt chẳng thành ba loại, huống gì nói rằng tạo tác, có tạo tác, chẳng khác, chẳng tạo tác. Này đại tuệ, là các Bà La Môn Lô-Ca-Da-Đà đến hỏi ta: này ông Cù Đàm, nhân của nghiệp ái vô minh ở những cái nhân này sinh ra ba cõi có hay là không nhân? Ta đáp: này Bà La Môn, hai pháp này của Lô-Ca-Da-Đà chẳng phải pháp của ta. Bà La Môn lại hỏi: này ông Cù Đàm, tất cả pháp rơi vào tự tướng hay đồng tướng? Ta đáp: này Bà La Môn, đây chính là Lô-Ca-Da-Đà chẳng phải pháp của ta. Này Bà La Môn, chỉ có tâm ý, ý thức chấp trước vậy vật bên ngoài, đó chính là Lô-Ca-Da-Đà chẳng phải pháp của ta vậy. Này đại tuệ Bà La Môn Lô-Ca-Da-Đà lại hỏi: này ông Cù Đàm, và là có pháp chẳng phải Lô-Ca-Da-Đà sao? Này ông Cù Đàm, tất cả ngoại đạo kiến lập đủ loại danh tự chuyên cố nhân thí dụ để nói thì đều là pháp của chúng tôi sao? Ta đáp: này Bà La Môn, có pháp chẳng phải pháp của ông, mà chẳng phải chẳng kiến lập, cũng chẳng phải chẳng nói đủ loại danh tự chuyên cố, cũng chẳng phải nương nghĩa hoặc nương giảng nương nghĩa giả nói, mà chẳng phải pháp kiến lập của Lô-Ca-Da-Đà. Này Bà La Môn, có pháp chẳng phải Lô-Ca-Da-Đà, do các pháp đó tất cả ngoại đạo cho đến cả ông chẳng thể rõ biết, do hư vọng chấp trước pháp chẳng thực bên ngoài phân biệt ký luận. Sao gọi là xa liệt phân biệt? Là tâm quan sát có không, tự tâm thấy tướng, thấy biết như thật, vậy nên chẳng sinh ra tất cả phân biệt, chẳng thủ đắc các pháp cảnh giới bên ngoài, dừng tâm phân biệt trụ chỗ tự tại cảnh giới tịch tỉnh, đó gọi là chẳng phải Lô-Ca-Da-Đà, là luận pháp của ta, chẳng phải luận của ông. Này Bà La Môn, trụ nội tự tại chẳng sinh chẳng diệt, chẳng sinh chỉ diệt là chẳng sinh tâm phân biệt. Này Bà La Môn, đó gọi là chẳng phải Lô-Ca-Da-Đà. Này Bà La Môn, ta chỉ được nói cho đâu mà tức chẳng vận hành, chẳng thủ chấp, chẳng thoái, chẳng cầu, chẳng sinh, chẳng chấp trước, chẳng vui, chẳng thấy, chẳng nhìn, chẳng trụ, chẳng xuất, đó gọi là trụ, tức là tên khác nghĩa một. Này Bà La Môn, chấp trước độ các tướng, tự ngã hòa hợp tham ái chấp trước các nhân thì chính là pháp Lô-Ca-Da-Đà của Bà La Môn, chẳng phải là pháp của ta vậy. Này đại tuệ, Bà La Môn Lôi-Ca-Da-Đà đi đến chỗ ta hỏi pháp như vậy. Ta đáp lại Bà La Môn đó: những lời nói như trên, Bà La Môn lặng tên ra đi mà chẳng hỏi sự kiến lập pháp chân thật của ta. Bà La Môn Lôi-Ca-Da-Đà tác khởi ý niệm trong tâm: Sa môn Thích Tử, ở bên ngoài pháp của ta này thật là đáng thương xót. Ông ta nói tất cả pháp không nhân không duyên, không có tướng sinh, chỉ nói rằng từ tâm phân biệt thấy pháp. Nếu có thể biết rõ tự tâm thấy tướng thì tâm phân biệt diệt. Này đại tuệ, ông nay hỏi ta vì sao Lôi-Ca-Da-Đà có đủ loại biện tài giảng nói mà thân cận cúng dường cung kính người đó, chỉ nhận lấy vị tham dục chẳng đạt được pháp vị. Bồ Tát Đại Tuệ bạch mà Thế Tôn, sao gọi là thực của nghĩa, sao gọi là pháp của nghĩa? Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: hay thay này đại tuệ, ông mới có thể vì chúng sinh đời vị lai thương hỏi Như Lai hai nghĩa như vậy. Hay thay này đại tuệ, ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: hay thay bạch Thế Tôn, thưa vâng, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: thế nào là thực? Là ăn, tiếp xúc với vị, mong cầu phương tiện kéo vua nịnh, đắm say vị, chấp trước ngoại cảnh. Những pháp như vậy, tướng là tên khác, nhưng nghĩa là một, do chẳng thể nhập vào nghĩa pháp môn cảnh giới không hai. Lời nữa này đại tuệ, gọi là thực thì nướng vào tà kiến, sinh ra các ấm có chi thể, chẳng liền khỏi sinh già bệnh chết lo buồn khổ não ái sinh ra hữu. Những pháp như vậy gọi đó là thực. Vậy nên ta và tất cả chư Phật đều nói thân cận cúng dường Bà La Môn Lôi-Ca-Da-Đà kia thì gọi là được thực vị, chẳng được pháp vị. Này đại tuệ, những gì là pháp vị là có thể biết như thật hai loại vô ngã, để thấy tướng nhân vô ngã, pháp vô ngã. Vậy nên chẳng sinh ra tướng phân biệt mà có thể biết như thật trí thượng của các địa. Vậy giờ có thể liệt khỏi tâm ý thức, thể nhập địa ngôi vị trí chư Phật để được tất cả các chỗ tận cùng chương cú, có thể biết rõ, biết như thật tất cả cõi tự tại của chư Phật. Đó gọi là pháp vị, chẳng rơi vào tất cả tà kiến, khí luận, phân biệt nhị biên. Này đại tuệ, ngoại đạo nói pháp nhiều khiến cho chúng sinh rơi vào nhị biên, chẳng khiến cho bậc trí rơi vào nhị biên. Vì sao này đại tuệ? Những ngoại đạo nói nhiều về đoạn thường, do không có nhân nên rơi vào thường kiến, thấy nhân diệt nên rơi vào đoạn kiến. Này đại tuệ, ta nói thấy như thật, chẳng chấp trước sinh diệt. Vậy nên lời nói của ta gọi là pháp vị. Này đại tuệ, đó gọi là ta nói về thực vị và pháp vị. Này đại tuệ, ông và các đại Bồ Tát nên học pháp này. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: ta nhiếp phục chúng sinh, nương giới ngăn các ác, trí tuệ ta kiến diệt, ba giải thoát lớn thêm. Ngoài đạo nói hư vọng, đều là luận thế gian, dùng tà kiến nhân quả, lập luận không chánh kiến. Ta lập quán, ta lập pháp kiến lập, lìa hư vọng chấp nhân, vì các đệ tử nói lìa khỏi pháp thế gian. Chỉ tâm không pháp khác, không có tâm nhị biên, pháp năng thủ sở thủ, lìa khỏi kiến đoạn thường. Chỉ hành xứ của tâm đều là luận thế tục, nếu quan sát tự tâm chẳng thấy các hư vọng. Nếu đến thấy nhân sinh, khi đi thấy quả diệt, đến đi biết chân thật, chẳng phân biệt hư vọng. Thương vô thường tạo tác, chẳng tạo vật đây đó, tất cả pháp như vậy đều là luận thế tục. Phẩm 6 Niết Bàn. Bây giờ thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ bạch: mà Thế Tôn, như lời Phật nói về Niết Bàn, Niết Bàn là cho những pháp gì gọi là Niết Bàn, mà tất cả ngoại đạo đều hư vọng phân biệt Niết Bàn? Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: hay thay này đại tuệ, ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông giải nói. Các ngoại đạo hư vọng phân biệt tướng của Niết Bàn, như sự phân biệt của ngoại đạo đó thì không phải là Niết Bàn. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: hay thay bạch Thế Tôn, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật nói: này đại tuệ, các ngoại đạo nhàm chán các cảnh giới, thấy ấm giới nhập diệt, các pháp vô thường, tâm số pháp, chẳng sinh hiện tiền do chẳng nhớ nghĩ về cảnh giới vui ở quá khứ, vị lai và hiện tại, trực ấm diệt tận như ngọn đèn tắt, đồ lời gió ngăn chặn lại, chẳng chấp giữ các tướng hư vọng phân biệt, gọi là Niết Bàn. Này đại tuệ, ngoại đạo kia thấy những pháp như vậy sinh ra tâm Niết Bàn, chẳng phải thế diệt nên gọi là Niết Bàn. Này đại tuệ, hoặc có ngoại đạo từ phương này đến phương kia thì gọi là Niết Bàn. Này đại tuệ, có ngoại đạo phân biệt các cảnh như gió, vậy nên phân biệt gọi này gọi là Niết Bàn. Này đại tuệ, là có ngoại đạo nói như không thấy cảnh giới năng kiến sở kiến chẳng diệt thì gọi là Niết Bàn. Là có ngoại đạo cho rằng không thấy phân biệt, thấy thường, không thường, gọi là Niết Bàn. Là nữa này đại tuệ có ngoại đạo nói do phân biệt thấy đủ loại tướng khác nhau và đã sinh ra các khổ, do từ tâm thấy hư vọng phân biệt tất cả các tướng, sinh sợ các tướng, thấy được vô tướng mà thâm tâm ưa thích sinh ra tưởng Niết Bàn. Là nữa này đại tuệ có ngoại đạo thấy tư tướng đồng tướng của tất cả pháp chẳng sinh ra tưởng đoạn diệt, phân biệt các pháp quá khứ, vị lai và hiện tại là có thì gọi là Niết Bàn. Là nữa này đại tuệ có ngoại đạo thấy ngã nhân chúng sinh thọ mạng thọ giả là các pháp chẳng diệt rồi hư vọng phân biệt thì gọi là Niết Bàn. Là nữa này đại tuệ có ngoại đạo khác không trí tuệ nên phân biệt tự tánh đối tượng chấp trước nhân mạng chuyển biến phân biệt chuyển thì gọi là Niết Bàn. Lại nữa này đại tuệ có ngoại đạo khác nói vì tội hết nên phước đức cũng hết, đó gọi là Niết Bàn. Lại nữa này đại tuệ có ngoại đạo đói nào khác nói vì phiền nào hết nên nương vào trí, nó gọi là Niết Bàn. Lại nữa này đại tuệ có ngoại đạo khác nói do thấy trời tự tại tạo tác ra chúng sinh hư vọng phân biệt gọi là Niết Bàn. Lại nữa này đại tuệ có ngoại đạo khác nói do các chúng sinh cùng nhân đắp đổi mà sinh ra chẳng phải do nhân khác tạo tác, như những ngoại đạo kia chấp trước vào nhân mà chẳng hiểu, chẳng biết, ngu si ám độn, hư vọng phân biệt gọi là Niết Bàn. Lại nữa này đại tuệ các có ngoại đạo khác nói chứng đạo đế hư vọng phân biệt gọi là Niết Bàn. Lại nữa này đại tuệ có ngoại đạo khác nói có tạo tác và đối tượng tạo tác mà cùng hợp thấy là một, chẳng đồng chẳng khác đồng chẳng đồng, hư vọng phân biệt gọi là Niết Bàn. Lại nữa này đại tuệ có ngoại đạo khác nói tất cả pháp tự nhiên mà sinh ra giống như nhà ảo thuật làm ra đủ các hình tượng, thấy đủ loại những vật quý báu lá nhọn tự nhiên mà sinh ra hư vọng phân biệt nên gọi là Niết Bàn. Lại nữa này đại tuệ có ngoại đạo khác nói vạn vật đều chính là thời gian tạo tác, hiểu biết chỉ là thời gian và hư vọng phân biệt gọi là Niết Bàn. Lại nữa này đại tuệ có ngoại đạo khác nói thấy có vật, thấy không vật, thấy vật vừa có không, như vậy phân biệt gọi là Niết Bàn. Lại nữa này đại tuệ có bậc trí kiến lập pháp khác nói thế như thật thì chỉ là tự tâm, chẳng chấp giữ các cảnh giới bên ngoài, liệt khỏi bốn pháp, thế tất cả pháp đúng như pháp đó trụ, chẳng thấy tự tâm phân biệt, chẳng rơi vào nhị biên, chẳng thấy cảnh giới năng thủ khả thủ, thế thế gian kiến lập tất cả chẳng thật, chỉ mê mờ pháp như thật, do chẳng thủ đắc các pháp nên gọi đó là thật, do pháp tự thân chứng thánh trí biết như thật, hai loại vô ngã, liệt khỏi hai loại có bẩn phiền não, thanh tịnh hai chướng, có khả năng biết như thật tướng thượng thượng địa và Như Lai địa, đạt được tăng muội như huyễn, xa lìa tâm ý ý thức phân biệt những kiến chấp như vậy thì gọi là Niết Bàn. Này đại tuệ là có các ngoại đạo biết quán sát tà kiến mà nói các luận chẳng cùng tương ưng, do chánh pháp như thật mà những bậc trí xa lìa quả trách. Này đại tuệ những ngoại đạo như vậy đều rơi vào nhị kiến hư vọng phân biệt không thật là Niết Bàn. Này đại tuệ tất cả ngoại đạo hư vọng phân biệt Niết Bàn như vậy không có người trụ ở thế gian, không có người vào Niết Bàn. Vì sao? Vì tất cả ngoại đạo nương vào luận tự tại mà hư vọng phân biệt, không có trí như thật, như những ngoại đạo kia tụ tâm phân biệt, không có pháp như vậy thì đến đi lay động, không có Niết Bàn của ngoại đạo như vậy. Này đại tuệ ông và tất cả Bồ Tát nên sẽ liền Niết Bàn hư vọng của tất cả ngoại đạo. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ ngoại đạo thấy Niết Bàn thể đều khởi phân biệt, đều từ tướng tâm sinh, không phương tiện giải thoát, chẳng lìa trói bị trói, lìa xa các phương tiện tự sinh tưởng giải thoát mà thật không giải thoát. Ngoại đạo kiến lập pháp đều khác chấp khác trí, chúng đều không giải thoát vọng phân biệt ngu si, tất cả si ngoại đạo thấy vọng tác sợ tác và nên không giải thoát, do nói pháp có không. Phàm phu ưa hí luận, chẳng nghe tuệ chân thật, ngất ba cõi ngôn ngữ, để như thật diệt khổ. Vì như bóng trong gương tuy thấy mà chẳng có, Quân tập chấp tâm hương, phàm phu nói có ai, chẳng biết chấp do tâm, vậy nên phân biệt hai. Bây như thật chỉ tâm, phân biệt thì chẳng sinh. Tâm gọi là đủ loại, năng sở kiến lìa xong, thế tướng không thể thấy, phàm phu vọng phân biệt, ba cõi chỉ vọng tưởng. Cảnh giới ngoài thật không, vọng tưởng thấy đủ hết, phàm phu chẳng biết thông. Kinh nói phân biệt, đủ loại danh tự khác, lìa khỏi pháp ngôn ngữ, chẳng nói, không nắm bắt. Phần 7 pháp thân. Bây giờ thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ bạch Thế Tôn, bạch Đức Như Lai ứng chế biến tri, nguyện xin Như Lai dạo nói pháp nhận biết chứng đắc tự thân. Do những pháp gì gọi là pháp thân, để con và tất cả các Bồ Tát biết rõ tướng pháp thân của Như Lai, để tự thân và người khác đều không còn nghĩ hoặc. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ, hay thay này Đại Tuệ, ông có điều nghi ngờ gì cứ tự ý thử hỏi, ta sẽ vì ông phân biệt rõ. Bồ Tát Đại Tuệ bạch, hay thay bạch Thế Tôn, con xin lắng nghe và tin nhận. Bạch Thế Tôn, pháp thân của Đức Như Lai ứng trên biến tri, pháp tại tác hay chẳng phải pháp tạo tác vậy, chính là nhân hay chính là quả vậy, là năng kiến hay là sở kiến vậy, chính lời ông, chính lời nói hay là đối tượng nói vậy, chính là trí hay là sở biết của trí vậy. Những từ cứu như vậy, những pháp thân Như Lai là chẳng là khác hay chẳng khác vậy. Đức Phật nói, này Đại Tuệ, tướng pháp thân của Như Lai ứng chế biến tri, và những từ cứu như vậy chẳng phải pháp tạo tác, chẳng phải pháp chẳng tạo tác, chẳng phải thân quán pháp quả. Vì sao? Vì do nhị biên là có lỗi. Này Đại Tuệ, nó nói rằng Như Lai chính là pháp tạo tác, tức là vô thường. Nếu vô thường thì tất cả tác pháp lẽ ra chính là Như Lai, mà thật Như Lai ứng chỉ biến tri chẳng chấp nhận pháp này. Là Đại Tuệ, nếu pháp thân của Như Lai chẳng phải là pháp tạo tác, tức là không pháp thân, nên nói rằng có người tu hành vô lượng công đức và tất cả hạnh tức là hư vọng. Này Đại Tuệ, nếu chẳng tạo tác thì lẽ ra đồng với sườn thỏ, thập nữ sinh con do không dân tạo tác nên cũng không có thân vậy. Là Đại Tuệ, nếu pháp chẳng phải nhân, chẳng phải quả thì phải có chẳng phải không mà thể của pháp đó. Liệt họ bốn tướng thì này Đại Tuệ, bốn pháp đó gọi là ngôn thuyết của thế gian. Này Đại Tuệ, nếu pháp liệt họ bốn pháp thì pháp đó chỉ có danh tự như thập nữ sinh con. Này Đại Tuệ, thập nữ sinh con chỉ là pháp danh từ chương cố, nói đồng với bốn pháp. Nếu đối vào bốn pháp thì bậc trí chẳng chấp giữ. Như vậy tất cả những câu về Như Lai bậc trí nên biết. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Đại Tuệ, ta nói tất cả các pháp là vô ngã, ông hãy lắng nghe nhiếp hóa của vô ngã. Phàm vô ngã thì nội thân vô ngã, vậy nên vô ngã này Đại Tuệ, tất cả các pháp tự thân là có, thân người khác là không. Tự như trâu ngựa, là Đại Tuệ, ví như thân trâu chẳng phải là thân ngựa, ngựa cũng chẳng phải trâu, vậy nên chẳng được nói có hay nói không, mà tự thể của chúng chẳng phải là không vậy. Này Đại Tuệ, tất cả các pháp cũng là như vậy, chẳng phải không thể tướng hay có tướng tự thể. Phật Phương Ngu Si chẳng biết thể tướng các pháp vô ngã, do tâm phân biệt chẳng phải tâm chẳng phân biệt. Này Đại Tuệ, như vậy tất cả pháp trống không, tất cả pháp chẳng sinh, tất cả pháp không thể tướng cũng vậy. Này Đại Tuệ, pháp thân Như Lai cũng là như vậy, ở trong năm ấm chẳng phải một, chẳng phải khác. Này Đại Tuệ, pháp thân Như Lai với năm ấm là một, tức là vô thường, do năm ấm chính là pháp tạo tác vậy. Này Đại Tuệ, pháp thân Như Lai với năm ấm khác nhau, tức là có hai pháp chẳng đồng với thể tướng, như hai cái sừng con trâu tương tự chẳng khác, như thấy có hình thể riêng dài ngắn hơi khác. Này Đại Tuệ, nếu như vậy thì tất cả các pháp lẽ ra không khác tướng, nhưng là có khác tướng, như sừng trái con trâu khác sừng phải, sừng phải khác sừng trái. Như vậy tướng dài ngắn đối đãi nếu khác biệt, như hình sắc đủ thứ đó đây sai biệt. Này Đại Tuệ, như vậy tướng của pháp thân Như Lai ở trong năm ấm chẳng thể nói một, chẳng thể nói khác. Ở trong giải thoát chẳng thể nói một, chẳng thể nói khác. Ở trong Niết Bàn chẳng thể nói một, chẳng thể nói khác. Như vậy nương vào giải thoát nên nói tên tướng của pháp thân Như Lai. Này Đại Tuệ, nếu pháp thân Như Lai khác, giải thoát thì đồng với sắc tướng là vô thường. Nếu pháp thân Như Lai chẳng khác giải thoát, tức là không sẽ biệt về năng chứng, sợ chứng. Này Đại Tuệ, như người tu hành là thấy có năng chứng và cả sợ chứng, vậy nên chẳng phải một. Này Đại Tuệ, như vậy biết đối với cảnh giới đối tượng nhận biết chẳng phải một, chẳng phải khác. Này Đại Tuệ, nếu pháp chẳng phải là thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải nhân, chẳng phải quả, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải giác, chẳng phải bất giác, chẳng phải năng kiến, chẳng phải khả kiến, chẳng phải lìa khỏi ấm chớ nhập, chẳng phải là từ là ấm chớ nhập, chẳng phải danh, chẳng phải cảnh giới, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải đồng, chẳng phải chẳng đồng, chẳng phải tương tục, chẳng phải chẳng tương tục. Vượt qua tất cả các pháp, nếu vượt qua các pháp thì chỉ có cái tên ấy thôi. Nếu chỉ có tên thì pháp đó chẳng sinh ra, nếu chẳng sinh ra nên pháp đó chẳng diệt, nếu chẳng diệt nên pháp đó bình đẳng với hư không. Này Đại Tuệ, hư không chẳng phải tên nhân, chẳng phải quả. Nếu pháp chẳng phải nhân, chẳng phải quả thì pháp đó chẳng thể quan sát, mà có thể quan sát thì pháp đó vượt qua tất cả những ý luận. Nếu vượt qua tất cả các ý luận thì pháp đó gọi là pháp thân Như Lai. Nơi này tuệ đó gọi là tướng của pháp thân Như Lai, tướng chỉ biến tri, do vượt qua tất cả cảnh giới các căn vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: lìa các pháp và căn, không quả cũng không dân, đã lìa giác xoài giác, năng khả kiến lìa luôn. Năm ấm và các duyên, Phật không thấy có pháp, nếu không thấy có pháp, làm sao mà phân biệt? Chẳng tác không, chẳng không tác, không quả cũng không nhân, chẳng ấm chẳng lìa ấm, cũng chẳng trụ nơi khác. Những tâm nào phân biệt chẳng thấy được, pháp đó chẳng phải không. Các pháp, pháp tự nhiên, trước có nên nói không, trước không nên nói có, vậy nên chẳng nói không cũng chẳng được nói có. Mê theo ngã vô ngã, chỉ chấp trước âm thanh, đó rơi vào nhị biên, vọng nói thế gian hoại. Lìa khỏi tất cả lỗi thì thấy được pháp ta, đó gọi là chánh kiến, chẳng phỉ bán Thế Tôn. Bây giờ Thánh Giả Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch: mà Thế Tôn, nguyện sư Thế Tôn bị con dạy nói, nguyện xin đấng thiện thể bị con dạy nói, Đức Như Lai ở đâu cũng nói rằng các pháp chẳng sinh chẳng diệt. Và Thế Tôn lại nói rằng chẳng sinh chẳng diệt gọi là pháp thân của Như Lai, nên nói chẳng sinh chẳng diệt. Bà Thế Tôn, Như Lai nói rằng chẳng sinh chẳng diệt, vì không có pháp nên gọi chẳng sinh chẳng diệt. Vì Như Lai khác gọi chẳng sinh chẳng diệt, mà Phật Như Lai thường nói các pháp chẳng sinh chẳng diệt, do lìa khỏi pháp kiến lập có không vậy. Bà Thế Tôn, nếu tất cả pháp chẳng sinh thì đây chẳng được nói rằng tất cả pháp, vì tất cả pháp chẳng sinh. Nếu nương vào pháp khác có danh thì danh này thì thể xin Thế Tôn giải nói cho con. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: hay thay này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe, ta sẽ bị ông già nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: bạch hay thay bạch Thế Tôn, vâng, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật nói: này Đại Tuệ, pháp thân Như Lai chẳng phải là không vật chất, cũng chẳng phải là tất cả pháp chẳng sinh chẳng diệt, cũng chẳng được nói rằng nương vào nhân duyên mà có, cũng chẳng phải hư vọng nói chẳng sinh chẳng diệt. Này Đại Tuệ, ta thường nói rằng chẳng sinh chẳng diệt thì gọi là ý sinh thân. Pháp thân Như Lai chẳng phải là cảnh giới của các ngoại đạo Thanh Văn Bích Chi Phật, cũng chẳng phải cảnh giới của Bồ Tát trụ ở địa thứ bảy. Này Đại Tuệ, ta nói chẳng sinh chẳng diệt tức là tên khác của Như Lai. Là Đại Tuệ, với Như Thích Đà Hoàng Nhân, Đế Thích, Bớt Lan, Đà La, Thủ Trảo, Thân Thể, Địa, Phục, Dư, Hư Không, Vô Ngại. Những danh hiệu như vậy tên gọi thì khác mà nghĩa chỉ một, chẳng nương vào nhiều danh hiệu mà nói rằng có nhiều thể Đế Thích. Này Đại Tuệ, ta cũng như vậy ở trong thế giới Ta Bà, giới 300.000 ức danh hiệu phàm phu tôi nói mà chẳng biết là danh hiệu khác của Như Lai. Này Đại Tuệ, họ có chúng sinh biết Như Lai, có người biết tự tại, có người biết nhất thiết trí, có người biết đấng cứu thế, có người biết là đấng đạo sư, có người biết là bậc tướng, có người biết là bậc thánh, có người biết bậc vi diệu, có người biết là đấng Thế Tôn, có người biết là Đức Phật, có người biết là Ngư Vương, có người biết là Sư Tử, có người biết là tiên nhân, có người biết là đấng phạm, có người biết là hiền, có người biết là bậc thánh, có người biết là Ca Tỳ La, có người biết là bậc cứu cánh, có người biết A Lị Xuất Ni Di, có người biết là mặt trăng, có người biết là mặt trời, có người biết là Bà Lâu Na, có người biết là Tỳ Gia Ta, có người biết là Đế Thích, có người biết là bậc lực, có người biết là biển, có người biết là bậc chẳng sinh, có người biết là bậc chẳng diệt, có người biết là đấng không, có người biết là đấng chân dư, có người biết là thực tế, có người biết là Niết Bàn, có người biết là pháp giới, có người biết là pháp tánh, có người biết là đấng thường hằng, có người biết là bậc bình đẳng, có người biết là đấng bất nhị, có người biết là vô tướng, có người biết là duyên, có người biết là Phật thể, có người biết là nhân, có người biết là giải thoát, có người biết là đạo, có người biết là thật đế, có người biết là nhất thiết trí, có người biết là ý sinh thân. Nay Đại Tuệ, với số những danh hiệu Như Lai ứng chánh biết tri như vậy ở trong thế giới Ta Bà và các thế giới khác 300.000 ức danh hiệu chẳng thêm chẳng bớt mà chúng sinh đều biết, như vầng trăng trong nước chẳng vào chẳng ra mà các phàm phu chẳng hay chẳng biết, do rơi vào trong pháp nhị biên tương tục. Nhưng họ đều cung kính cúng dường ta, chẳng thể hiểu rõ được danh tự câu nghĩ, tôi đắc tướng xa biệt, chẳng thể tự biết, chấp trước danh tự nên hư vọng phân biệt. Chẳng sinh chẳng diệt gọi là không có pháp, mà chẳng biết đó là tướng xa biệt của danh hiệu Như Lai. Như nhân Đà La, Đế Thích Vương, Bất Lan Đà La, Ở chẳng thể quyết định danh hiệu chân thật mà thuần theo danh tự âm thanh, chấp giữ pháp cũng lại như vậy. Đây Đại Tuệ và Đại Vị Lai Phàm Phu Ngu Si nói lời như vậy, nghĩa cũng giống như danh vậy, mà họ chẳng biết khác danh có nghĩa. Vì sao? Vì do nghĩa không có thể tướng. Họ lại nói lời này chẳng khác danh tự âm thanh có nghĩa, và danh tự âm thanh tức là nghĩa. Vì sao? Vì họ chẳng biết thể tướng của danh tự. Này Đại Tuệ, người ngu si ghi chẳng biết âm thanh tức là sinh, tức là gì, còn nghĩa thì chẳng sinh diệt. Này Đại Tuệ, tánh của âm thanh rơi vào danh tự mà nghĩa thì chẳng đồng rơi vào danh tự, do lìa khỏi có không nên vô sinh vô thể. Này Đại Tuệ, Như Lai nói pháp nương vào tiếng của mình mà nói, chẳng thấy các chữ là có không nên chẳng chấp trước danh tự. Này Đại Tuệ, nếu người chấp trước danh tự mà nói thì người đó chẳng gọi là người nói pháp giỏi. Vì sao? Vì pháp không danh tự vậy. Này Đại Tuệ, vậy nên trong kinh ta nói các Đức Phật Như Lai thậm chí chẳng nói một chữ, chẳng thể hiện một danh. Vì sao? Vì các pháp không có chữ, đương vào nghĩa không mà nói, đương vào phân biệt mà nói vậy. Này Đại Tuệ, nếu chẳng nói pháp thì pháp luân của các Đức Phật Như Lai sẽ đoạn diệt. Pháp luân đoạn diệt thì cũng không có thanh văn duyên giác Bồ Tát, mà không có thanh văn duyên giác Bồ Tát thì vì những người nào nói những pháp gì, những việc gì. Này Đại Tuệ, vậy nên Đại Bồ Tát chẳng nên chấp trước lời nói danh tự. Này Đại Tuệ, danh tự chuyên cú chẳng phải là pháp cố định đưa vào tâm của chúng sinh mà nói. Các Đức Phật Như Lai tùy theo niềm tin của chúng sinh mà nói các pháp, vì khiến cho họ sao lìa tâm ý ý thức nên chẳng nói tự thân trên đất thánh trí kiến lập các pháp, khiến cho họ có thể biết như thật tất cả tướng tịch tỉnh của các pháp. Chỉ thấy tự tâm biết rõ các pháp, lìa khỏi hai tướng phân biệt vào tâm. Các Đức Phật chẳng nói như vậy. Này Đại Tuệ, các Đại Bồ Tát nương vào nghĩa, chẳng nương vào lời nói. Nếu thì nam thì nữ tùy theo văn tự mà nói thì rơi vào tà kiến, tự thân hoại mất đệ nhất nghĩa đế, cũng hủy hoại người khác, khiến cho họ chẳng thể nhận biết. Này Đại Tuệ, các ngoại đạo đều nương vào luận của mình về kiến chấp khác mà nói tăng. Này Đại Tuệ, ông nên biết rõ tướng của tất cả địa, biết rõ biện tài giả nói, văn chương từ cứu, biết rõ tướng của tất cả các địa rồi, ông tiến đến nắm hiểu biện tài nhạo tiết và danh cứu, biết rõ nghĩa tướng tương ưng của các pháp. Bây giờ tự thân đối với niềm vui pháp vô tướng mà nhận lấy an lạc trụ ở trong Đại Thừa, khiến cho chúng sinh biết rõ. Này Đại Tuệ, cái danh Đại Thừa thì tức là hộ trì các Đức Phật Thanh Văn Duy Giác Bồ Tát. Hộ trì các Đức Phật Thanh Văn Duy Giác Bồ Tát là ủng hộ tất cả chúng sinh. Ủng hộ tất cả chúng sinh là giữ gìn pháp tạng tu tán vi diệu. Giữ gìn pháp tạng tức là chẳng gián đoạn Phật chủng. Chỉ gián đoạn Phật chủng thì chẳng đoạn tất cả chỗ sinh ra thù tán vi diệu. Do chỗ thù thắng đó là nơi các Bồ Tát nguyện sinh ra để gặp các chúng sinh trong Pháp Đại Thừa, với 10 lực tự tại cho các hình sắc của các chúng sinh và các sự, có thể tùy theo đó để ứng hiện nói Pháp như thật. Này Đại Tuệ, Pháp như thật là gì? Như thật Pháp là chẳng khác, chẳng sai biệt, chẳng chấp giữ, chẳng bỏ, để khỏi các khí luận, đó gọi là Pháp như thật. Nơi Đại Tuệ, thì nam thì nữ chẳng nên chấp trước văn tự âm thanh, do tất cả pháp không có văn tự. Này Đại Tuệ, ví như có người chỉ vì chỉ Phật cho người dùng ngón tay chỉ bày, mà người ngu liền chấp trước ngón tay, chẳng nương theo ngón tay để lấy Phật được chỉ bày. Này Đại Tuệ, Phàm Phu Ngu Si cũng là như vậy, thanh văn chấp trước ngón tay văn tự, cho đến chết cũng chẳng thể bỏ ngón tay văn tự để nắm giữ để nhất nghĩa. Này Đại Tuệ, ví như lúa gạo gọi là thức ăn của phàm phu mà chẳng giả, chẳng thổi nấu thì chẳng thể ăn được. Nếu lúc nào ấy có người chưa làm thành đồ ăn mà ăn thì gọi là điên cuồng, còn phải tới thứ lớp cho đến thổi nấu chính mới thành đồ ăn được. Này Đại Tuệ, chẳng sinh chẳng diệt cũng là như vậy. Chẳng tu hành phương tiện trí, khéo léo thì chẳng được pháp thân đầy đủ sự trang nghiêm. Này Đại Tuệ, người chấp trước danh từ để nói được nghĩa thì như người ngu si kia chẳng biết giả thổi nấu mà nuốt lấy những hạt tóc văn tự, chẳng được món ăn nghĩa. Do ý nghĩa này nên phải học đến nghĩa cho chấp trước văn tự. Này Đại Tuệ, thì vậy nói nghĩa là gọi Niết Bàn, với danh tự là thứ phân biệt, nó buộc sinh ra ý lý giải của thế gian. Này Đại Tuệ, nghĩa là từ nơi người học rộng hiểu nhiều mà được. Này Đại Tuệ, nói rộng học rộng hiểu nhiều là gọi phương tiện khéo léo của nghĩa, chẳng phải phương tiện khéo léo của âm thanh. Nay đại tuệ, nghĩa phương tiện thì liền khỏi tất cả tà thuyết của ngoại đạo, cũng chẳng hòa lẫn vào nhau. Nói như vậy thì tự thân chẳng đối vào pháp tà của ngoại đạo. Nay đại tuệ, đó gọi là học rộng hiểu nhiều, có nghĩa phương tiện. Nay đại tuệ, muốn hiểu được nghĩa thì nên thân cận bậc trí, học rộng hiểu nhiều, cúng dường cung kính. Nhưng ai chấp trước danh tự thì nên lìa xa, chẳng nên gần gũi. Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ nương tọa lực chư Phật mà bạch Thế Tôn, Đức Như Lai Thế Tôn nói tất cả pháp chẳng sinh chẳng diệt, chẳng phải là đặc biệt kỳ lạ, vì sao? Vì tất cả ngoại đạo của nó các nhân chẳng sinh chẳng diệt, Đức Như Lai của nó hư không chẳng phải xô duyên diệt, và còn Niết Bàn chẳng sinh chẳng diệt. Và Thế Tôn, các ngoại đạo của nó nương vào các nhân duyên sinh ra các chúng sinh. Đức Như Lai cũng nói nghiệp vô minh ái nhân duyên phân biệt sinh ra các thế gian. Nếu vậy, Đức Như Lai cũng nói tướng nhân duyên danh tự khác nhau, đưa vào nhân duyên bên ngoài có thể sinh ra các pháp. Ngoại đạo cũng nói đưa vào nhân duyên bên ngoài mà sinh ra các pháp. Vậy nên Đức Như Lai cùng với ngoại đạo nói không có sai biệt. Và Thế Tôn, ngoại đạo nhân vi trần thắng nghĩa căn tự tại thiên phạm thiên cùng với chính loại nhân duyên bên ngoài mà nói rằng các pháp chẳng sinh chẳng diệt. Đức Như Lai cũng nói tất cả các pháp chẳng sinh chẳng diệt, có không chẳng thể nắm bắt, bốn đại chẳng diệt, tự tướng chẳng sinh chẳng diệt. Theo như Đức Phật Như Lai nói có đủ loại khác nhau mà chẳng liền khỏi lời nói của ngoại đạo. Các ngoại đạo cũng nói các đại chẳng liền khỏi đại đại thể. Bạch Thế Tôn, các ngoại đạo phân biệt các đại, Như Lai cũng phân biệt các đại như vậy. Do nghĩa này nên lời nói của Đức Như Lai chẳng khác ngoại đạo. Nếu chẳng đồng thì Đức Như Lai nệ tha nói có tướng khác, nếu có tướng khác thì biết thì sẽ biết chẳng đồng với lời nói của ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, nếu Phật Như Lai ở trong pháp của mình chẳng nói tướng thù thắng, thì trong các ngoại đạo để ra có cũng có Phật. Do nói các pháp chẳng sinh chẳng diệt. Đức Như Lai thường nói trong một thế giới có nhiều Đức Phật cùng ra đời thì không có điều này. Nhưng theo lời nói trên thì trong một thế giới đáng lý có nhiều Đức Phật. Vì sao? Vì đã nói có nhân, không nhân đều không sẽ khác vậy. Như lời Phật nói không hư dối thì tại sao ở trong pháp của mình Thế Tôn chẳng nói lên tướng thù thắng? Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ là Đại Tuệ, ta nói pháp chẳng sinh chẳng diệt, chẳng đồng với chẳng sinh chẳng diệt của ngoại đạo, chẳng cũng chẳng đồng với pháp vô thường chẳng sinh kia. Vì sao này Đại Tuệ? Vì các ngoại đạo nói có thể tánh thật có, chẳng sinh, chẳng biến tướng, còn ta thì chẳng rơi vào trong nhóm bề đảng có, không như vậy. Này Đại Tuệ, lời ta nói lìa khỏi pháp có không, lìa khỏi tường, tướng sinh trụ diệt, chẳng phải có, chẳng phải không, thấy tất cả đủ loại, sắc lượng, như huyễn, như mộng. Vậy nên chẳng được nói điều ấy là có hay không. Này Đại Tuệ, tại sao chẳng được nói điều ấy có hay không? Nghĩa là thể tướng của sắc có thấy hay chẳng thấy, có thủ chấp hay chẳng thủ chấp vậy. Này Đại Tuệ, vậy nên ta nói tất cả các pháp chẳng phải có, chẳng phải không. Này Đại Tuệ, do chẳng hiểu biết, chỉ là tự tâm phân biệt sinh ra kiến chấp, tất cả các pháp thế gian sau này chẳng sinh diệt, và các phàm phu sinh ra phân biệt, chẳng phải thánh nhân vậy. Này Đại Tuệ, tâm mê hoặc phân biệt nghĩa chẳng thật thì ví như phàm phu thế thành khi tác bà, tới nhà ảo thuật tạo tác vô số người tuyển đủ loại voi ngựa, ta nhận thứ ấy vào ra mà hư vọng phân biệt nói lời như vậy, những thứ này vào như vậy, ra như vậy. Là Đại Tuệ, như chỗ ấy thật không người ra vào, mà chỉ là tự tâm thấy mê hoặc phân biệt pháp sinh hay pháp chẳng sinh cũng là như vậy. Này Đại Tuệ, nhưng ở đó thật không có điều này là không là các pháp, như việc tạo tác việc huyễn của những ảo thuật kia, mà những huyễn thuật kia chẳng sinh chẳng diệt. Này Đại Tuệ, các pháp có không cũng không có đối tượng để tạo ra, do lìa khởi sinh diệt vậy. Thì những phàm phu rơi vào tâm điên đảo phân biệt sinh diệt, chẳng phải là thánh nhân. Này Đại Tuệ, điên đảo thì như tâm phân biệt pháp này thì như vậy, pháp kia thì chẳng như vậy, cũng chẳng phải điên đảo mà phân biệt điên đảo. Thì chấp trước các pháp là có là không, chẳng phải thấy tịch tỉnh vậy. Chẳng thấy tịch tỉnh thì chẳng thể xa lìa hư vọng phân biệt. Vậy nên này Đại Tuệ, thấy tịch tỉnh thì gọi là tướng thù thắng, chẳng phải thấy các tướng thì gọi là tướng thù thắng, do chẳng thể đoạn tướng sinh nhân. Này Đại Tuệ, nói vô tướng là xa lìa tất cả các tâm phân biệt, vô sinh vô tướng thì chính là điều ta nói gọi là Niết Bàn. Này Đại Tuệ, ta nói Niết Bàn nghĩa là thấy được trụ xứ như thật của các pháp, xa lìa tâm phân biệt, tâm số pháp nương theo thứ tự như thật tu hành đối với sự chứng đắc thánh trí tự tâm. Ta nói như vậy gọi là Niết Bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: Viên ngang các pháp sinh, kiến lập pháp vô sinh. Ta nói pháp không nhân, phàm phu chẳng thể biết. Ta nói pháp không nhân mà phàm phu chẳng biết. Tất cả pháp chẳng sinh cũng chẳng được nói không. Ngài Tác Bài mộng huyễn, các pháp không có nhân, các pháp không vô tướng, làm sao ta giảng nói? Lìa các duyên hòa hợp, trí tuệ chẳng thể thấy, do không vốn chẳng sinh, vậy nên nói vô thể. Mỗi một duyên hòa hợp, thấy vậy chẳng nắm bắt, ngoài đạo không thể thấy, hòa hợp chẳng nắm bắt. Mộng huyễn và vầng sáng, cả Thất Bà loáng nắng, vọng thấy mà không nhân, việc thế gian cũng vậy. Hàng phục luận không nhân, thì thành nghĩa vô sinh, có thể thành vô sinh thì pháp ta chẳng gì. Nói các luận vô nhân, ngoài đạo sợ, ngoài đạo sinh kinh sợ. Tại sao những người nào, nhân gì ở đâu thế? Sinh các pháp vô nhân, chẳng nhân chẳng vô nhân, bậc trí nếu thấy được. Xa lìa thấy sinh diệt, thấy diệt sinh, không phát sinh chẳng sinh là không tướng nhân duyên. Nếu là pháp danh tự là ta nói vô nghĩa. Chẳng sinh pháp có không, cũng chẳng có nhân duyên. Pháp trước chẳng có danh, danh cũng chẳng phải không. Phi cảnh giới thanh văn, bí chi Phật ngoại đạo và bậc trụ địa, Phật bậc trụ tất điện. Cho đó không tướng sinh. Lìa các pháp nhân duyên, viên ngăn các nhân duyên, nói kiến lập duy tâm. Ta nói tên không sinh, các pháp không nhân duyên. Lìa phân biệt, phân biệt, lìa bè đảng có không, ta nói tên không sinh. Tâm xa lìa chấp pháp, lìa khỏi hai pháp thể, chuyển thân nương chánh tướng, ta nói tên vô sinh. Ngoài phi thật không thật, chẳng có tâm chấp thủ, huyễn mộng và vầng sáng, cả Thất Bà đoán nắng, sẽ lìa các kiến chấp, gọi là tướng vô sinh. Như vậy những pháp không nên biết những văn cũ. Chẳng sinh và không không, mà không ở sinh không. Các nhân duyên hòa hợp có diệt và có sinh, sẽ lìa các nhân duyên chẳng diệt cũng chẳng sinh. Lìa nhân duyên không pháp, lìa hòa hợp không thành. Ngoài đạo vọng phân biệt, đều thể có một khác, có không chẳng phát sinh, chẳng nắm bắt có không. Chỉ các pháp hòa hợp mà thấy có diệt sinh, và có ở danh tự đắp đổi làm không cùng. Liền nhân duyên xiềng xích, sinh pháp chẳng thể thành, pháp sinh chẳng thể sinh, lìa khỏi lỗi ngoại đạo, ta nói duyên xiềng xích và vô chẳng biết thông. Nếu lìa duyên xiềng xích, không có pháp phân biệt, tức là không nhân duyên, phá nghĩa duyên trói buộc. Như đèn hiện hình tượng, xiềng xích sinh cũng vậy. Nó xa lìa xiềng xích là có các pháp sinh, pháp sinh vốn không thể, tự tánh như hư không. Lìa xiên xích cầu pháp. Người ngu không biết rõ là có vô sinh khác, pháp thánh nhân chứng đắc. Pháp sinh vô sinh đó là pháp nhẫn vô sinh. Nếu thấy các thế gian, tức là thấy xiên xích, tất cả đều trói buộc, vậy là định được tâm. Do minh và nghiệp ái là xiên xích bên trong, dùi trục bùng bánh xe, trụng tử xiên xích lớn. Nếu lại có pháp khác mà sinh từ nhân duyên, lìa khỏi nghĩa xiềng xích, đó chẳng trụ thánh giáo. Nếu pháp sinh là không, ai là người trói buộc, đắp đổi mà sinh ra, đó gọi nghĩa nhân duyên. Pháp cứng ẩm nóng động, phàm phu sinh phân biệt, lìa buộc lại không pháp, vậy nên nói không thể. Như thuốc trị mọi bệnh, thì bệnh mà chữa trị, bàn luận không sai biệt, bệnh khác nên uống thuốc khác. Ta nghĩ các chúng sinh bị nhiễm lỗi phiền não, biết căn lực sai biệt, theo sức nhận mà nói. Pháp ta không sai biệt, vì căn bệnh nói khác. Pháp ta chỉ nhất thừa, tam thánh đạo thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Lăng Già, Nhập Lăng Già, quyển 6. Vì đem con đức này trang nghiêm phần tịnh độ, trên đảnh bốn ăn nặng chứ có khổ ba đường. Nếu có ai tới nghe đã có tâm bồ đề, có một báo sau này xin về cõi cực lạc. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.